biến dạng. Mình nghe nè. À, Yuka. Hôm nay đi chơi bây giờ luôn sao? Hôm nay chắc không đi được rồi. Nhà cửa mình bề bộn lắm, dọn sáng rồi chưa xong. À, để mai được không? Mai tụi mình cùng nhau đi chùa đầu năm luôn. Ờ, vậy thì sáng sớm khoảng 8 giờ mình đi nha. Ờ, vậy sao? Mình biết rồi, biết rồi. Ừ, tạm biệt. Vậy là lại hết một năm nữa rồi sao? Bao đựng rác cũng hết rồi. Đi mua thôi. Bao đựng rác rồi. Xà bông giặt đồ cũng mua luôn rồi. Chắc là không thiếu gì đâu. Đế Mê à, em đi mua cái gì đó. Nè, nè. Ông làm ơn đừng có bán cho tôi suốt ngày như vậy nữa được không? Đừng có để tôi gọi cảnh sát nha. Thiệt là phiền phức mà. Lần này hắn ta dám theo tới tận cửa nhà mình luôn đó, ghê không? Mình đang tính gọi điện báo cảnh sát bắt hắn. Xin lỗi cậu nha Yuka. Biết rồi. Hẹn ngày mai gặp lại nha. Tiếp tục thôi. Thôi chết, mình ngủ quên rồi. Chắc không kịp đi chùa đầu năm rồi. Alo Yuka hả? Xin lỗi, cậu đang ở đền sao? Xin lỗi cậu nha, mình ngủ quên mất. Cậu nói sao? Ngày 31, không phải mùng 1 sao? Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng hôm qua mình thấy 31, nhưng hôm nay lại không phải là ngày mùng 1 đầu năm. Lạ thật. Hả? Hôm nay mình gặp nhau đi. Sao mệt mỏi vậy? Cậu lại gặp ác mộng hả? Đúng là không thể tin nổi mà. Mình tin những gì cậu kể là sự thật. Nhưng mà ngày này cứ lặp đi lặp lại không đi mới lạ. Cũng may là còn có cậu tin tưởng mình đó. Thằng đó. Hả? Thằng biến thái. Con hồn thì đừng lại gần bạn tao. Mày có chuyện gì không? Cái thằng bệnh hoạn này.
thằng đó nhìn ghê quá. Mình nghĩ cậu nên báo cảnh sát đi. Chắc cậu bị áp lực và việc giết người dân tốt nghiệp đại học nên mới bị stress như vậy đó. Cứ bình tĩnh, mình tin cậu làm được mà. Mấy ngày nghỉ Tết, tranh thủ nghỉ cơ lấy lại tinh thần biết chưa. Rõ ràng đã dọn sạch rồi. Vậy hôm nay không phải là mùng 1 rồi. Thôi ngủ luôn cho rồi. Tại sao? Lạ quá. Thật sự rất kỳ lạ. Một ngày cứ lặp đi lặp lại sao? Bây giờ là cuối năm chứ đâu phải cả tháng tư. Thế vậy mà còn lỡ sáng sớm mà đùa nữa. Vậy mới nói chuyện này không phải là bình thường chút nào. Mình gặp cậu ở đây 2 lần rồi đó. Còn ngày 31 tháng 12 còn lặp lại tới 3 lần rồi. Cậu không tin chuyện này có đúng không? Chắc cả đời này mình không thể bước qua nổi năm 2015 này rồi. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đừng khóc nữa mà. Mình tin, mình tin. Bình tĩnh. Cậu nghe mình nói nè. Đằng nào một ngày cũng cứ lặp đi lặp lại. Vậy hãy tận dụng hết làm những chuyện cậu muốn làm trong năm đi. Nghĩa là sao? Vậy nè, cậu có sổ tay không? Mình có đem theo sổ tay nè. Đúng rồi, lần trước cậu nói là muốn làm lành với bạn trai không phải sao? Được. Việc đầu tiên phải làm chính là hàn gắn với bạn trai cũ. Việc thứ hai, lần trước mình có cãi nhau với chị, muốn xin lỗi đàng hoàng. Việc thứ hai, xin lỗi chị gái. Còn gì nữa không? Đó là bài luận văn của mình. Vậy nha, lúc này làm luôn đi. Hoàn thành xong bài luận văn tốt nghiệp. Còn nhiều thứ muốn làm lắm đúng không? Tranh thủ thời gian này làm hết luôn đi. Mình nghĩ là thần linh đang kéo dài thời gian cho cậu làm việc đó. Thật sao? Mình cũng không biết nữa. Không có gì đâu. Thôi cứ làm như vậy đi. Coi tình hình như thế nào đó. Chuka, cảm ơn cậu nha. Bị mất hết trơn rồi. Là gì ta? Anh đồng ý. Thật sao anh? Anh yêu. Thật không? Mình đi chơi đi. Ừ.
Em biết rồi. Chị tha lỗi cho em nha. Em biết rồi. Xin hãy chỉ cho tôi cách đăng ký khóa học tiếng Anh cấp tốc ạ. Dạ. Một lớp có khoảng bao nhiêu học viên vậy? Khoảng 10 người sao? Giáo viên là người ngoại quốc luôn có đúng không? Cậu đang nói là về ngày 31 tháng 12 cứ lặp đi lặp lại không qua mùng 1 được. Không thể hết năm 2015. Nên mình đã nói cậu lập danh sách rồi làm theo nó có đúng không? Ừ, cậu nói vậy đó. Mình tỉnh dậy lúc nào cũng là ngày 31 và viết trong sổ đều mất hết. Nhưng mình đã thực hiện tất cả những gì viết trong đây rồi. Tính luôn hôm nay là ngày 31 tháng 12 lặp lại hơn 10 lần rồi. Chuyện này đúng là vô lý. Mình cũng chán nói chuyện này lắm rồi. Nhưng chuyện này cậu sẽ tin đó. Gì vậy? Cái thằng biến thái hay theo mình, hắn ta sắp xuất hiện ở ngay đằng kia. Hả? Là hắn kìa. Thì mình thấy cái cảnh này 2 lần rồi. Hắn sẽ lấy máy ảnh ra chụp bọn mình. Đúng luôn kìa. Nhưng ai cho phép hắn chụp bọn mình chứ? Anh kia, không đi tôi gọi cảnh sát bây giờ. Giờ thì mình tin gì cậu nói rồi. Giờ phải làm sao đây? Thôi được rồi. Chắc cả đời này mình sẽ không được đón năm mới nữa. Chờ mình chút. Mày à, sao mình không nghĩ theo hướng khác? Giờ không muốn làm gì cũng được mà. Nói mấy chuyện nhảm nhí hay là ăn cắp chặt, tha hồ tiêu tiền thoải mái mà không sợ mai chết đói. Dù cậu làm gì cũng không bị ảnh hưởng. Nếu nghĩ theo hướng đó thì cũng tốt mà. Hả? Mình đùa thôi, đùa thôi. Cậu không phải loại người xấu xa như vậy. Giờ phải làm sao đây? Lại là tên biến thái đó. Hắn bám dai như đĩa vậy. Đúng rồi. Rồi tất cả sẽ lại như cũ. Mày, bé mê à, cuối cùng em cũng tới rồi. Anh vui lắm đó. Cô bé đó cũng nóng tính và chanh chua quá mê à. Em nói bạn em kiềm chế lại được không? Thằng khốn này, mày chết đi. Hả? Mày. Mình không sao. Dù gì ngày mai cũng sẽ trở lại như cũ. Một ngày 31 tháng 12 mới nữa lại đến thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.